Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 256 Giọng nói từ xa vẳng lại, Tần Hoàn không nghe rõ một chữ nào, nhưng nàng khẳng định đó là tiếng người. Nàng quay đầu nhìn về phía bức tường đá bên cạnh. Giọng nói đó phát ra từ phía tường đá bên ngoài, tức là có người đã tìm ra nơi này. Hành động của nàng có thể nói là nhanh nhẹn và không chút do dự. Yến Trì vừa mới vui vẻ, ngay lập tức cảm thấy tâm trạng trầm xuống. Hắn là sóc Tây quân thiếu soái, cũng là thế tử duệ thân vương, nhưng giờ đây lại có cảm giác bị người khác coi thường. Hắn nhíu mày, rồi kéo Tần Hoàn lại, bọn họ nghĩ rằng sẽ vào được sớm mà. Hắn hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, Tần Hoàn ngẩn ra, nhận ra mình đã hành động thô lỗ. Chỉ cần ta không phá hỏng tầng cơ quan cuối cùng bên trong, họ sẽ không thể vào. Giọng nói của Yến Trì rất kiên quyết, lúc này Tần Hoàn mới hiểu rằng hắn im lặng không phải vì cố ý. Hắn đã phá hỏng bao nhiêu tầng cơ quan trong căn phòng tối này. Thế nhưng còn giữ lại được tầng cuối cùng. Khi Tần Hoàn đang suy nghĩ, bỗng nhiên cầm nàng bị bàn tay to của Yến Trì nâng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu dù trong bóng tối nàng vẫn nhận ra ánh mắt kiên quyết của hắn yến chỉ nói với giọng trầm ra ngoài này người định trở mặt không nhận người sao tần hoàn nghe vậy chỉ biết cười khổ điện hạ là tần hoàn vốn định nói yến chỉ là con cháu quý tộc nàng không thể nào trở mặt không nhận người nhưng chưa nói hết câu thì hắn đã nheo má nàng điện hạ sao ngươi vẫn còn gọi ta là điện hạ tần hoàn kéo tay hắn xuống cảm thấy mặt mình như bị bóp chặt dù hắn có không chế lực, nhưng thật sự là không lịch sự. Được rồi, ta sẽ không gọi điện hạ nữa, nhưng sao ta lại trở mặt không nhận người? Chỉ là không thể để người khác thấy. Tê! Chưa nói xong, nàng đã cảm thấy đau trên môi, Yến chỉ đột nhiên cúi đầu cắn vào môi nàng. Nàng đưa tay che chỗ đau, nghe thấy Yến chỉ cười lạnh và đe dọa, nếu ngươi trở mặt không nhận người, ta sẽ đi trung dũng hầu phù. Tần Hoàn cười khổ, điện người không thể đe dọa ta như vậy. Yến chỉ nhướng mày, đẩy nàng vào tường, chỉ nói mà không làm thì mới là đe dọa, người nghĩ đây là đe dọa sao? Tần Hoàn cảm thấy bị đè nặng, trong lòng lại đau xót, đừng nói là ta sẽ không, mà thực sự là sẽ, người không thể đi trung dũng hầu phù. Người là thế tử duệ thân vương, vị thế của ngươi không nhỏ. Ta biết ngươi có những mưu tính riêng, nhưng ta tin tưởng ngươi, và ngươi cũng nên tin tưởng ta dù ta không muốn mọi người biết nhưng ta cũng rất rõ ràng về ngươi yến chỉ nghe vậy thì dừng lại một chút hắn vốn nghĩ rằng nếu tần hoàn giữ bình tĩnh như vậy khi gặp hắn sẽ luôn kháng cự nàng nghĩ rằng hắn là người khó lường nhưng trên thực tế nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ và nữ giới thường rất ngại ngùng trong chuyện tình cảm hắn không ngờ rằng tần hoàn vẫn kiêu hãnh và không lùi bước nhưng nàng đã thật sự rõ ràng nhưng sự rõ ràng này lại không thể nói với người khác và không có gì đảm bảo còn nữa yến chỉ chưa kịp nói hết thì tần hoàn lại mở miệng yến chỉ nhướng mày hắn muốn xem tần hoàn còn có điều gì muốn nói tần hoàn dừng lại một chút rồi tiếp tục còn nữa sao ngươi lại nghĩ rằng ta có thể trở thành thế tử phi của ngươi yến chỉ nhíu mày sao ta lại nghĩ rằng giọng nói của hắn mang theo sự lạnh lùng có phần tức giận tần hoàn từ từ ngẩng đầu lên trong bóng tối nàng dần thích ứng có vẻ như có thể nhìn thấy hình dáng của yến trì nàng nhìn hắn vẻ mặt rất chăm chú thấy nàng nghiêm túc hỏi yến trì cuối cùng kìm nén được sự tức giận hắn nắm tay nàng đặt lên môi mình và cắn nhẹ ta biết ngươi đang băn khoăn nhưng vấn đề này không đơn giản như vậy nói xong hắn lại hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng ngươi sẽ có cả đời để mà nghe Tần Hoàn trong lòng cảm thấy sao xuyến và ngạc nhiên, nàng không ở vị trí của Yến Trì, có lẽ không có tự tin như hắn và cũng không có sự quyết đoán như hắn. Vì vậy, nàng không hề nghĩ đến ba chữ cả đời, đáp lại tình cảm của Yến Trì, nàng chỉ không muốn phụ lòng và cũng rất muốn biết họ có thể đi xa đến đâu, nhưng thật sự nàng không nghĩ tới điều đó. Thấy Tần Hoàn im lặng, Yến Trì cảm thấy buồn bực và đau lòng hắn cúi người ôm Tần Hoàn một cách nhẹ nhàng, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình, ta sẽ không bỏ giờ giữa chừng. Ta muốn có ngươi, dù trên trời có thần nữ nào, ta cũng sẽ mang nàng về bên cạnh mình. Hiện tại ngươi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu. Lời nói của Yến Trì vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, khắc sâu vào lòng Tần Hoàn. Nàng cảm thấy tim mình run lên, lúc này mới nhận ra tâm ý của Yến Trì còn sâu sắc hơn những gì nàng tương nàng đưa tay ôm hắn khẽ vuốt lưng hắn một chút vậy nếu như cử thiên thần nữ đó lại vô tình với ngươi thì sao yến chỉ ngạc nhiên câu nói của tần hoàn khiến hắn ngột ngạt hắn dùng sức ôm chặt nàng cúi đầu cắn mạnh vào gáy nàng nghe thấy tần hoàn thở hổn hển hắn ngẩng đầu vậy thì ta sẽ khiến nàng cố tình phải chú ý đến ta tần hoàn cảm thấy đau nàng nhận ra rằng lần này chắc chắn sẽ để lại dấu vết nàng nghiến răng chống cự lại yến trì nhưng việc này không phải là điều ai cũng có thể kiểm soát ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng không thể à yến trì cảm thấy tần hoàn đang cố tình chọc giận hắn nên cười lạnh và nghiến răng nói thế thì có sao có hai người cùng nhau chịu đựng còn tốt hơn một mình ta có một người đồng hành ta cũng không thiệt thòi lời nói của hắn có chút đáng sợ như đang cảnh cáo tần hoàn tần hoàn cười khổ rồi chôn đầu vào ngực hắn nếu trong lòng hắn không có tình cảm nàng sợ rằng hắn sẽ trở nên cực kỳ bá đạo và cứng đầu nhưng giờ phút này nàng cảm nhận được sự kiên định trong tâm hắn khiến nàng không khỏi cảm thấy dối bời yến chỉ nhận ra rằng tần hoàn đã dịu dàng hơn hắn biết nàng đã băn khoăn rất nhiều hắn đang muốn lưu lại dấu vết trên cổ nàng thì đột nhiên giọng nói mơ hồ trước đó trở nên rõ ràng mở cửa ra chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng. Không biết tiểu thư ra sao, đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy. Đừng nói những lời ảm đạm, cửu muội sẽ không gặp chuyện gì đâu. Bạch thị vệ, còn lại cánh cửa này cần bao lâu nữa mới xong? Chỉ cần hai nén hương là có thể, mọi người hãy yên lặng một chút. Trước đó, âm thanh nặng nề vang lên nhưng không rõ ràng, giờ đây lại khác hẳn. Dù chỉ là cách một cánh cửa đá Tần Hoàn vẫn có thể nghe rõ những người bên ngoài đang nói chuyện. Trong lòng nàng bỗng dậy lên sự lo lắng, vội vàng muốn đẩy Yến Chỉ ra. Yến Chỉ đã đoán được hành động của nàng, sao có thể để nàng dễ dàng như vậy? Buông ta ra, họ sắp vào đến nơi rồi. Chỉ hai nén hương, Yến Chỉ hạ giọng, lập tức khiến Tần Hoàn càng lo lắng hơn. Gò má Tần Hoàn bỗng nóng bừng, Yến Chỉ ôm nàng, nhưng khoảng cách gần đó có phục linh bạch phong và tần sương cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng yến chỉ biết bạch phong và những người khác muốn vào nghĩ đến tính tình của tần hoàn nếu đi ra ngoài sẽ đổi thành bộ dạng khác lòng hắn như bị hàng trăm con kiến cắn xé không suy nghĩ gì nhiều yến chỉ lại cúi đầu hôn xuống tần hoàn khẽ rên một tiếng mọi lời khuyên ngăn đều bị yến chỉ nuốt chừng hắn như cảm nhận được thời gian không còn nhiều một nụ hôn ôn nhu triền miên chỉ ước sao có thể mang tần hoàn vào lòng mình, để lại dấu vết trên cổ nàng, rồi lại nói lớn ra bốn chữ tương ứng yến chỉ trên mặt nàng. "Suỵt, yên lặng nào." Bên ngoài cánh cửa đá, Bạch Phong đột nhiên sắc mặt tái mét, lập tức áp tai vào cánh cửa. Hành động của hắn khiến những người khác lập tức trở nên căng thẳng. Tần Sương im lặng, chỉ thấy Bạch Phong nhíu mày rồi lại thả lỏng, sau một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Cuối cùng tần sương không kiên nhẫn thấp giọng hỏi sao vậy bạch phong lắng nghe thêm một chút bỗng nhiên ánh mắt sáng lên có người bên trong chắc chắn là chủ tử và cửu cô nương cái gì tần sương cũng sáng mắt lên ngươi nghe thấy tiếng tần hoàn sao tiểu thư phục linh không hỏi bạch phong mà lao đến cửa đá và gõ mạnh tiểu thư ngài ở bên trong sao tiểu thư ngài không sao chứ phục linh vừa gõ cửa vừa khóc gọi Bạch Phong khổ sở lắc đầu, "Này, Phục Linh cô nương." Âm thanh bên trong không rõ lắm, nhưng chắc chắn là chủ tử ở phía sau cánh cửa, "Ngươi đừng khóc." Nghe thấy tên Yến Trì, tiếng khóc của Phục Linh ngừng lại, nghĩ đến Yến Trì đang ở phía sau cánh cửa, nàng theo bản năng lùi lại một bước. Bạch Phong thấy vậy sắc mặt thay đổi, rồi lại áp tai vào cửa lắng nghe. Rất nhanh, một tiếng động vang lên mà mọi người đều có thể nghe thấy. Khi âm thanh phát ra, bạch phong lập tức lùi lại một bước và cánh cửa đá trước mặt hắn cũng mở ra khi cánh cửa đá mở ra bên trong hiện ra một mảnh tối đen khi cửa mở rộng hơn ánh sáng bên ngoài chiếu vào mọi người có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong xung quanh toàn là tường đá tối yến chỉ đứng ở phía trước còn tần hoàn đứng sau hắn cả hai đều có vẻ mệt mỏi dù trên người họ còn khá sạch sẽ nhưng tóc lại ướt nhẹp khi nhìn thấy yến trì và tần hoàn phục linh lập tức lao vào trong phòng tiểu thư ngài còn sống sao bạch phong cũng tiến lên một bước chủ tử ngài và cửu cô nương có khỏe không yến trì gật đầu rồi quay sang nhìn tần hoàn đang nhẹ nhàng an ủi phục linh nàng thật sự không thèm liếc mắt nhìn hắn nhưng bỗng nhiên phục linh quay người cúi đầu cảm ơn yến trì cảm ơn thế tử đã cứu mạng tần hoàn nhìn phục linh với nụ cười khổ bên ngoài tần sương và những người khác cũng cúi chào yến trì yến trì vẫy tay đứng lên đi chủ tử của các ngươi sẽ tự cảm ơn ta giọng nói của yến trì rất trầm đúng như tần hoàn mong muốn không muốn thể hiện cảm xúc nhưng vừa nghe hắn nói vậy mặt nàng không khỏi nóng lên không hiểu hắn muốn cảm ơn vì điều gì phục linh đứng dậy nhìn yến trì rồi nhìn sang tần hoàn à một tiếng đứng dậy nàng không biết có phải do ảo giác không nhưng cảm thấy hôm nay yến trì có vẻ thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây phục linh đứng ngoan ngoãn sau lưng tần hoàn nghe thấy yến trì hỏi bạch phong bên ngoài thế nào bạch phong trầm ngâm một chút hàn tướng quân đã đưa tất cả mọi người ra ngoài còn có người tên đồng thúc đã tự sát bằng thuốc độc tần hoàn nghe vậy lòng bỗng nhói lên nàng hơi kinh ngạc không biết hàn tướng quân là ai yến trì gật đầu chỉ vào căn phòng tối bên trong, bên trong còn có người, và một số đồ vật. Người dẫn mọi người vào thu thập người ra, đồng thời điều tra thêm. Những người trong tòa nhà này tạm thời sẽ bị giam giữ. Bạch Phong gật đầu, liếc nhìn Tần Hoàn và nói, nơi này là cửa vào mà Đồng Thúc đã nói, nói xong hắn đã tự sát. Ánh mắt Tần Hoàn tối sầm lại, Yến Trì cũng im lặng, nhưng lại nhìn Tần Hoàn, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Tần Hoàn gật đầu, nhưng trong ánh mắt nàng có chút trột giả, sợ người khác nhận ra nàng và Yến Trì không ổn. Vì vậy, nàng cố gắng giữ nét mặt trầm tĩnh, nhưng lại có phần tiều tụy và ngốc nghếch. Phục Linh một tay đỡ nàng, hỏi khẽ xem nàng có thấy không khỏe không. Tần Hoàn lắc đầu, chỉ hơi lạnh, không sao đâu. Khi nói chuyện, Yến Trì đã chạy nhanh ra phía trước. Tần Hoàn đi theo ra ngoài, Tần Sương vội vàng tiến đến, nhìn thấy Tần Hoàn có đôi mắt ửng đỏ. Tần Hoàn nhìn mấy người họ, dù đã dọn dẹp nhưng trang phục vẫn không thay đổi, trông rất chật vật, may mà không thấy vết thương lớn. Các ngươi sao rồi, Bạch Anh đâu? Phục Linh lắc đầu, chúng ta không sao, Nô tỳ và Lục Tiểu Thư chỉ bị chảy ra một chút, còn Ngũ Tiểu Thư thì có một vết thương ở cánh tay đang nghỉ ngơi. Bạch, Phục Linh bỗng ngừng lại, Tiểu Thư, Bạch Anh là ai? tần hoàn khẽ mỉm cười vãn hạnh phục linh chớp mắt định hỏi tại sao vãn hạnh lại biến thành bạch anh nhưng ngay sau đó nhận ra đây không phải lúc để hỏi nàng vội nói lần này có quân y tới mũi tên trên người nàng đã được lấy ra tần hoàn nghe vậy thì yên lòng vậy thì tốt rồi phục linh cũng gật đầu rồi thấp giọng nói tiểu thư không sao là tốt rồi ngài không biết đâu tòa nhà phía đông đã sập hoàn toàn Lúc xảy ra sự cố có vài hạ nhân không biết cũng bị thương, may mà không có ai mất mạng, chỉ có đồng thúc. Tần Hoàn vỗ nhẹ vào tay Phục Linh, không nói gì thêm. Khi họ đi lên, Tần Hoàn thấy mình đang ở trong một căn phòng trống, cửa sổ đóng chặt. Một cảm giác tĩnh mịch lan tỏa khắp nơi, đúng như nàng đã đoán, bên ngoài trời đã sáng. Chương 257. Yến Chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Hoàn, ánh mắt thâm trầm khi hai người vừa chạm mắt liền lập tức tách ra. Khi Yến Trì vừa quay lại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một gã đại hán nhung trang, mặt đầy râu quai nón, bước vào. Thấy Yến Trì, hắn lập tức vui mừng kêu lên, điện hạ. Yến Trì, với dáng vẻ uy nghiêm, gật đầu nói, mọi thứ đều ổn. Gã nhung trang đại hán mặt đầy kích động, lại quay sang nhìn Yến Trì phía sau, khi nhìn thấy Tần Hoàn, Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn chắp tay nói với Yến Trì, may mà điện hạ không sao, nếu không mặt tướng thật không biết phải giải thích với Duệ Thân Vương thế nào. Nhắc đến Duệ Thân Vương, Yến Trì với giọng điệu nhàn nhạt đáp, hiện tại không phải rất tốt sao? Mọi thứ bên ngoài đều ổn cả chứ? Hàn Khai Dương gật đầu thật mạnh, điện hạ yên tâm, mọi thứ đều ổn cả. Yến Trì gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Hoàn thấy Hàn tướng quân bất ngờ xuất hiện nhiều, bước chân khựng lại để Hàn Khai Dương đi trước. Ai ngờ Hàn Khai Dương vẫn đứng đó, cười hô hố nhìn Tần Hoàn. Hàn Khai Dương, với thân hình cao lớn và uy mãnh, mặt có ba tròm râu và đôi mày kiếm dày đặc, vẻ ngoài rất thô kịch. Hắn cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng, trông thật thô bạo. Nhưng hắn vẫn lịch sự giơ tay, mời cửu cô nương đi trước cửu cô nương lần này là người mà điện hạ nhớ mong nhất tần hoàn nghe lời này trong lòng cảm thấy không ổn đi phía trước yến trì nghe vậy liền quay đầu lại liếc hàn khai dương nói nói nhiều quá chỉ với hai chữ hàn khai dương lập tức ngưng cười không cần phải nhiều lời nữa tần hoàn nói hàn tướng quân xin mời đi trước hàn khai dương nhìn bóng dáng yến trì có vẻ không tỏ thái độ lúc này mới gật đầu chào yến trì rồi theo sau đi lên tần hoàn lúc này mới nâng bước vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy kinh ngạc đây là một nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến có vẻ như nằm ở phía đông bắc của bách thảo viên lúc này cánh cửa viện mở rộng bên trong đứng đầy những binh lính trong trang phục màu đỏ đậm tần hoàn trong lòng hơi rùng mình phục linh lập tức thì thầm có phải tiểu thư cảm thấy sợ không không chỉ có những người này mà còn có nhiều quân gia đóng quân ở dưới chân núi Chúng ta trong phủ Thế tử nghe nói lần này Thế tử điện hạ mang theo nhiều người có thể san bằng tòa nhà này. Tần Hoàn hơi nhếch môi, ngước mắt nhìn về phía Yến Trì đang đi trước, lúc này Yến Trì vẫn chưa lên tiếng. Tần Hoàn trong lòng nặng trĩu, ánh mắt cũng dừng lại không rời khỏi lưng Yến Trì. Hắn dẫn theo Hàn Khai Dương lập tức ra khỏi sân, vừa ra cửa, Tần Hoàn đã thấy bách thảo viên xung quanh đều là binh lính. Rất nhanh, nàng thấy được Tần Diễm và Chu Hoài Cửu muội muội, Tần Diễm như bị binh lính ngăn cản, hắn kêu lên và những binh lính vừa rồi rời đi liền quay lại. Hắn lập tức tiến đến, trước tiên hành lễ với Yến Trì, bái kiến Thế tử điện hạ, cảm ơn điện hạ đã cứu muội muội. Yến Trì đứng thẳng, giống như thanh trường thương mà Tần Hoàn đã gặp trước đó. Hắn nhàn nhạt gật nhạt đầu, lệnh muội có chút không khỏe, Tần Thế tử hãy đưa nàng xuống nghỉ ngơi. Nếu trong phủ có việc gì cần ta sẽ tự phái người tìm tần thế tử bách thảo viên này đã được hàn khai dương đưa người đến tiếp quản yến trì vừa nói tần diễm tự nhiên liên tục gật đầu hắn nhanh chóng bước đến trước mặt tần hoàn vội vàng hỏi cửu muội muội không sao chứ tần hoàn lắc đầu còn tốt tần diễm thở dài lần này thật may mà cửu muội muội đến kịp nếu không ngũ muội muội có lẽ sẽ tần diễm nhìn qua hàn khai dương đang nói gì đó với yến trì rồi lại nói, ngươi hãy đi nghỉ trước đi, sân phía đông đã bị hủy, hiện tại đều ở phía tây, chúng ta vẫn nên trú lại đây. Tần Hoàn gật đầu, khi nhìn thấy Yến Chỉ vẫn đang nghe Hàn Khai Dương nói chuyện mà chưa chú ý đến mình, nàng liền gật đầu, vậy chúng ta đi trước nhé. Nói xong, Tần Hoàn liền đi về phía tây, nhưng vừa đi được hai bước, nàng nghe Hàn Khai Dương nói, kia cũng là người từ dược vương cốc. Khiến nàng khựng lại bước chân và quay đầu nhìn Hàn Khai Dương. Quả nhiên, Hàn Khai Dương nói, hắn mới đến không lâu, cửu cô nương cùng đoàn người trước đây cũng là do hắn mời đến. Hắn có vẻ không liên quan đến vụ án này, hiện tại tâm trạng có vẻ xa sút dường như không thể tiếp thu, vừa rồi còn hỏi cửu cô nương đã tìm được chưa? Hàn Khai Dương đang nói về Tôn Mộ Khanh, Tần Hoàn nghĩ đến Tôn Mộ Khanh liền thở dài, hắn còn đang nhìn thấy Tôn Hạo Nguyệt vui vẻ, có lẽ không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy chắc chắn hắn không muốn liên lụy vào chuyện này, nhưng tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tần Hoàn tiến lại gần hỏi, xin hỏi Hàn tướng quân, tôn công tử hiện đang ở đâu? Khi Tần Hoàn vừa nói ra lời này, Yến chỉ lập tức quay lại nhìn, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, khiến Tần Hoàn cảm thấy kinh ngạc. Hàn Khai Dương không nhận ra vẻ lạ thường của Yến Trì, vội vàng nói, hắn ở phía sau trong viện. Hiện tại, hạ nhân đều ở phía sau đóng cửa. Có chuyện gì vậy? Cửu cô nương muốn gặp hắn à? Tần Hoàn đang định gật đầu, thì Yến Trì lạnh lùng nói, đã là họ Tôn thì hãy đóng cửa lại, chờ Viên Châu chi phủ đến bàn bạc sau. Nói xong, Yến Trì liếc nhìn Tần Hoàn, cửu cô nương hãy chăm sóc sức khỏe của mình trước đã. Tần Hoàn cảm thấy Yến Trì vô cùng không hài lòng với hành động này của nàng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo hơn. Tần Hoàn đầu tiên có chút khó hiểu nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại rằng sự không hài lòng này đến từ đâu khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa bối rối vậy chắc chắn là thế tử đã suy nghĩ rất chu toàn tần hoàn không kiên trì nữa hành lễ rồi quay người đi vừa quay người tần hoàn không tự giác nhoẻn miệng cười phục linh nhìn thấy liền kỳ quái hỏi tiểu thư sao vậy tần hoàn vội vàng thu lại ý cười lắc đầu không có gì trở về thôi chúng ta đi xem bạch anh trước nàng đã uống thuốc và ngủ rồi phục linh nói với giọng thấp sao đột nhiên lại gọi tên bạch anh vậy tần hoàn chớp mắt bạch anh không phải nghe dễ hơn vãn hạnh sao phục linh cũng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu vậy thì tiểu thư thật có tài tần hoàn ân một tiếng không cần nói nhiều nữa hai người đi về phía sân trước như đồng túc đã nói viện này vẫn giống như trước khi thấy bạch anh ngủ Tần Hoàn liền quyết định thay đổi trang phục trước khi đi xem nàng. Vừa vào cửa, Phục Linh liền lấy ra váy sam và chuẩn bị nước ấm để Tần Hoàn rửa mặt và chải đầu. "Tiểu thư, sao cổ của ngài lại như vậy?" Phục Linh đang hầu hạ Tần Hoàn thay quần áo, chợt liếc thấy dấu vết trên cổ Tần Hoàn. Tần Hoàn cảm thấy mặt hơi nóng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh lắc đầu, "Có lẽ chỉ là trầy da hoặc vết bầm, không có gì nghiêm trọng." Nói xong, Tần Hoàn nhanh chóng mặc xong xiêm y, may mà bây giờ là mùa đông, cổ áo không thấp, lại có tóc che phủ, nên cũng không nhìn ra. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đã trôi qua một canh giờ. Phục Linh mang trà nóng và điểm tâm tới, Tần Hoàn chỉ uống một ngụm rồi vội vàng đi xem Bạch Anh. Tiểu thư, ngũ tiểu thư đang ở xương phòng đối diện với chúng ta. Trước đây sân này đông người chết, Tần Tương dù thế nào cũng không muốn đến đó chỉ ở trong sân cùng với Tần Hoàn. Bạch Anh thì được sắp xếp ở trước đó trong viện của Tần Tương. Tần Hoàn nghe vậy gật đầu, vẫn quyết định đi xem Bạch Anh trước. Hai mũi tên thâm đen thẫm, Tần Hoàn không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Khi đến chỗ Tần Tương, nàng thấy Bạch Anh dựa vào giường nhưng đã tỉnh. Vừa thấy Tần Hoàn bước vào, Bạch Anh lập tức định đứng dậy. Đừng nhúc nhích, vết thương của người không nên động vào. Tần Hoàn giữ Bạch Anh lại, Bạch Anh cố gắng quay đầu nhìn Tần Hoàn, "Tiểu thư không sao chứ?" Tần Hoàn gật đầu, "Ta vốn tưởng rằng ngươi vẫn còn ngủ, nếu biết ngươi tỉnh, ta đã đến sớm hơn để thăm ngươi." "Nô tỳ không sao, chỉ cần tiểu thư không có việc gì thì tốt rồi." Bạch Anh mặc áo trong, vai trái đã được băng bó. Tần Hoàn lập tức kéo chăn gấm lên, xem xét kỹ lượng áo của nàng, sau khi thấy không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm. Phục Linh nghe vậy liền nói, tiểu thư không bị thương, thế tử điện hạ đã cứu tiểu thư rồi. Vãn hạnh, người đừng lo lắng, việc dưỡng thương của người mới quan trọng. À, tiểu thư đã đặt cho người một cái tên mới, Bạch Anh, người có thích không? Bạch Anh ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng Tần Hoàn lại biết nhanh như vậy. Nàng nhìn Tần Hoàn, chỉ thấy ánh mắt nàng tràn đầy cảm kích và có chút đau lòng, không khỏi cúi đầu đáp, thích, nô tỳ rất thích. Tần Hoàn mỉm cười, "Ta không sao, thế tử điện hạ cũng không có việc gì. Ngươi yên tâm, tối nay ta sẽ đến đổi thuốc cho ngươi." Bạch Anh nhíu mày, nàng là người hầu của Yến Trì, đương nhiên sẽ lo lắng cho sự an nguy của hắn. Mặc dù không cần Tần Hoàn nói, nàng cũng cảm thấy biết ơn và có chút tự trách, nếu không có tiểu thư cứu ta, thì ta sẽ không rơi vào tình huống này, tiểu thư và thế tử điện hạ cũng sẽ không phải mạo hiểm như vậy. Tần Hoàn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, đúng là một phen mạo hiểm. Có lẽ cũng có chút thú vị. Nàng không biết mình nghĩ đến điều gì, nhưng lại mỉm cười nói, chúng ta không chỉ không bị ảnh hưởng, mà còn tìm được nhiều thầy thuốc giỏi để làm bằng chứng, nên ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, chính ngươi đã cứu chúng ta, nếu không có ngươi, chúng ta không thể ra khỏi cửa, và khi ra ngoài, mũi tên bắn tới chắc chắn chúng ta cũng không thể tránh được tần hoàn nói có ý nghĩa sâu sắc nhưng phục linh không hiểu bạch anh thì biết rõ tâm tư của yến trì nghe tần hoàn nói như vậy nàng nghĩ có thể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đây không phải là điều mà một hạ nhân như nàng nên biết dù sao những gì tần hoàn nói chỉ là những điều bên ngoài bạch anh đã bị thương nặng nên tần hoàn chỉ nói vài lời an ủi nàng sau đó muốn xem nàng có ngủ hay không mặc dù bạch anh có chút ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận rằng nàng đã mất máu quá nhiều và hô hấp dần trở nên yếu ớt. Tần Hoàn ngồi nhìn Bạch Anh một lúc, sau đó mới cùng Phục Linh nhẹ nhàng rời đi. Khi ra cửa, bên ngoài đã là buổi trưa, Tần Hoàn ngước mắt về phía đông, thấy rằng mái cong liền nối tiếp trước đây giờ đã thiếu mất một mảng. Nơi này giống như một ngôi nhà cổ nằm giữa chốn núi non, cuối cùng cũng bị hủy hoại. Tần Hoàn bước chân chậm lại, dù đã đến buổi trưa, nhưng bầu trời vẫn có phần âm u, như thể đang chuẩn bị cho một trận tuyết lớn. Cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Tần Hoàn cảm thấy cổ mình có chút ngứa ngáy. Một lát sau, nàng nhìn vào gương, thấy trên cổ có hai ba vết tích, trong đó vết nghiêm trọng nhất đã sưng lên. Khi nàng vừa nhớ lại tình huống nguy cấp dưới mặt đất, cảm thấy không thể nào như vậy. Giờ đây, khi ra ngoài, Tần Hoàn cảm thấy bình tĩnh và lý trí hơn nhiều, vì vậy trong lòng lại trở nên rối bời nàng nghĩ về yến trì yến trì cửu muội muội ngươi đã xem xong chưa đang chìm đắm trong suy nghĩ tần sương bỗng nhiên xuất hiện tần hoàn vừa gật đầu tần sương liền nói tam ca nói nếu ngươi không nghỉ ngơi thì sẽ làm ngươi qua lại một chuyến với hắn tần hoàn dừng lại nàng biết tần diễm muốn hỏi điều gì tần hoàn theo tần sương hướng chỗ tần diễm đi vừa vào sân nàng thấy chu hoài đứng ở cửa phòng sắc mặt hắn có chút tái nhợt và trông có phần tiều tụy. Thấy Tần Hoàn, Chu Hoài lập tức tiến lên hành lễ, cử tiểu thư. Tần Hoàn nhìn Chu Hoài từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi, có bị thương không? Chu Hoài lắc đầu, không, chỉ là tác dụng của thuốc mê chưa tan. Nói xong, Chu Hoài lại thêm, cử tiểu thư đã thực sự khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Tần Hoàn mỉm cười nhẹ nhàng, Chu quản gia không sao là tốt rồi lời nói này khiến ánh mắt chu hoài sáng lên hắn chỉ tay mời thế tử đang ở bên trong chờ tần hoàn cùng tần sương bước lên bậc thang trong phòng tần diễm đang chỉ huy một người hầu nào đó người hầu cầm trong tay một phong thư khi thấy tần hoàn vào hắn gật đầu rồi đi ra ngoài cửu muội muội đến đây ngồi tần diễm nhìn tần hoàn với vẻ quan tâm còn tốt chứ sao không ngủ một lát cơ quan bên dưới đều là nước đá Ngươi có muốn tự kê một loại thuốc không? Tần Hoàn cười lắc đầu, không sao đâu, Tam Ca có việc gì thì cứ nói đi. Tần Diễm có chút do dự, thở dài, không ngờ lần này lại khiến các ngươi gặp nguy hiểm. Ngũ muội muội làm việc này thật sự không chu toàn, ta sẽ nói với nàng. Chỉ cần hai người không sao là tốt rồi. Dừng một chút, Tần Diễm cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính, cửu muội muội sao lại có lệnh bài của thế tử? Tần Hoàn vốn không muốn sử dụng lệnh bài của Yến Trì, nhưng khi ấy nàng lo lắng huyện Nha sẽ không làm việc một lần nữa, mà Tần Tương thì việc này rất khẩn cấp. Hơn nữa, vì Tần Diễm không có ở đó, nàng đành phải dùng lệnh bài của Yến Trì để áp dụng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại có chút lớn, Yến Trì còn mang cả quân đội từ Viên Châu tới đây. Trong nháy mắt, Tần Hoàn tâm tư xoay chuyển, nhưng trên mặt không hề lộ ra, nói thì vẫn phải nhắc đến ý kiến của Thái trưởng Công Chúa. Tần Hoàn đã nhận nhạc Quỳnh vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, nên Thái trưởng công chúa cũng có thể được xem như một phần tổ mẫu của nàng. Dùng Thái trưởng công chúa để giải thích việc này cũng hợp lý thôi. Thái trưởng công chúa lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm trên đường không thể tự cứu, vốn định để nhị công tử hầu phủ đưa ta một đoạn đường, nhưng ta sao dám nhận. Lúc đó, Thế tử Điện Hạ cũng ở Cầm Châu và muốn trở về Kinh Thành, nên Thái trưởng công chúa đã phó thác ta cho Thế tử Điện Hạ. Thế tử biết rằng khi đó hắn không thể cùng chúng ta đồng hành, vì vậy đã đưa cho ta lệnh bài này. Chỉ nói rằng lệnh bài rõ ràng sẽ khiến mọi người biết ta có quan hệ với phủ duệ thân vương, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ta. chương 258 Tần Diễm nhìn Tần Hoàn với ánh mắt sâu thẳm, nếu không phải thấy Tần Hoàn đang bình tĩnh, hắn suýt nữa đã nghĩ rằng Tần Hoàn đang lừa hắn. Vậy, người có biết lệnh bài mà duệ thân vương thế tử ban cho ngươi là gì không? Tần hoàn chớp mắt ngạc nhiên, không phải đó là lệnh bài dành cho hạ nhân của duệ thân vương phủ sao? Tần diễm lắc đầu thở dài, cửu muội, người nghĩ quá đơn giản rồi. Đó là lệnh bài đại diện cho thân phận của duệ thân vương thế tử. Khi lệnh bài xuất hiện, khắp Viên Châu đều biết hắn đã đến. Không chỉ có quân đội ở Viên Châu, mà cả chi phủ và huyện lệnh cũng sẽ tự mình tới gặp hắn. Nếu người mang lệnh bài vào huyện nha, huyện lệnh ấy sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán. Tần hoàn sừng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, đại diện cho. Thân phận của thế tử điện hạ. Tần diễm nhìn tần hoàn với vẻ mặt ngạc nhiên, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Cái lệnh bài đó là duy nhất trên thế gian, sao lại có thể là lệnh bài của hạ nhân duệ thân vương phủ được? Hắn đưa cho ngươi cái này, thì ngươi có thể đại diện cho hắn, đừng nói là huyện nha nhỏ bé, mà cả quân đội Viên Châu cũng sẽ đến. Nhưng một khi ra ngoài, tất cả mọi trách nhiệm sẽ chỉ thuộc về hắn. Duy nhất trên thế giới, quân đội Viên Châu cũng sẽ đến, và mọi trách nhiệm đều thuộc về một mình hắn. Tần Hoàn Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cảm xúc trong lòng đang dâng trào. Bất chợt, một người hầu vội vàng chạy tới, thế tử. Duệ thân vương thế tử điện hạ yêu cầu cửu tiểu thư đến gặp để hỏi chuyện. Tiểu thư, thế tử điện hạ muốn ngài đi gặp để hỏi chuyện gì? Khi ra khỏi sân tần diễm, Phục Linh có vẻ lo lắng, thế tử điện hạ chắc chắn không đến nỗi quên ngài ở Cầm Châu mà đã giúp hắn, còn có quá nhiều điều cần phải xử lý với công chúa. Tần Hoàn nghe thấy giọng Phục Linh có chút sợ hãi, không khỏi bật cười, tất nhiên là chỉ hỏi về tình hình tòa nhà này. Trong tần phủ, chỉ có ta và hắn là quen biết cũ, hỏi người khác thì hắn chắc chắn sẽ không yên tâm. Phục Linh nghiêng đầu suy nghĩ, dường như nhận ra điều đó là đúng, không khỏi thở dài, tiểu thư, lần này điện hạ quả thực đã cứu tiểu thư ít nhiều. Tính ra, điện hạ hình như đã cứu tiểu thư đến ba lần rồi. Lúc đó nô tỳ thật sự rất tuyệt vọng, hận không thể nhảy theo tiểu thư, nhưng xà nhà thì cao hơn nửa người nô tỳ, nô tỳ thực sự không thể bò lên được. Nô tỳ lo lắng lắm, thì điện hạ bất ngờ xuất hiện. Ngài không biết đâu, lúc đó sắc mặt điện hạ đã thay đổi vừa nghe tiểu thư ngã xuống ngài không nghĩ gì cả đã nhảy ngay vào phục linh vừa cảm thán vừa cảm kích thật không ngờ điện hạ lại là người giữ lời như vậy đã hứa với công chúa rồi mà còn dám mạo hiểm như vậy quả nhiên người làm quân nhân thì không giống ai cả tần hoàn chỉ cười khi nghe lại thấy phục linh quá ngây thơ nàng gật đầu đồng ý đúng vậy điện hạ lần này đã cứu mạng ta hơn nữa bất cứ yêu cầu nào của hắn, ta chắc chắn sẽ trả lời một cách hào hứng. Phục Linh nghiêm túc nâng đỡ Tần Hoàn, liên tục gật đầu đồng tình. Chẳng bao lâu, một quân sĩ dẫn đường dừng lại, chỉ vào một sân nói, chính là nơi này, cửu cô nương, thế tử điện hạ tạm thời nghỉ ngơi tại đây, mời ngài vào. Tần Hoàn gật đầu cảm ơn, bước vào cổng viện. Cảnh vật trong viện hiện ra trước mắt mới được dọn dẹp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và nhanh chóng. Mái hiên và lan can không có một chút bụi bẩn hay mạng nhện, nhưng Tần Hoàn lại thấy rõ rằng lớp sơn trên đó đã bị chóc đi khá nhiều. Nàng đoán rằng đây chính là công sức của các chiến sĩ dưới quyền hàn tướng quân, liền không khỏi cười thở dài. Cửu cô nương, Bạch Phong ở cửa gọi lớn, vội vàng lại gần hành lễ, sau đó cười nói, điện hạ đang chờ ngài ở bên trong. Tần Hoàn đáp lại và tiến về phía cửa chính, đến nơi, Bạch Phong nhanh chóng đẩy cửa ra mời vào. Tần Hoàn bước vào, Phục Linh đang muốn theo sau, thì Bạch Phong đã cười nói, Phục Linh cô nương, người đứng bên ngoài làm gì vậy? Phục Linh nghe thấy câu này cảm thấy nhẹ nhõm, nàng vốn hơi sợ Yến Trì, nên tốt nhất không nên ở trước mặt hầu hạ. Hơn nữa, Yến Trì đã nhiều lần cứu Tần Hoàn, lại luôn tuân thủ lời giao phó của công chúa, vì vậy Phục Linh cảm thấy an tâm hơn. Nàng nhìn về phía Tần Hoàn, và Tần Hoàn cảm thấy ánh mắt của Bạch Phong có chút khác lạ, nhưng nhất thời không nghĩ nhiều, chỉ nói, "Vậy chờ xem." "Được, nô tỳ sẽ đứng bên ngoài chờ tiểu thư, nếu có việc gì thì gọi nô tỳ nhé." Phục Linh vui vẻ đáp lại, và bóng dáng Tần Hoàn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, Bạch Phong đóng cửa lại với nụ cười trên mặt. Cửa vừa đóng, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tần Hoàn nhìn quanh nơi này, cũng tương tự như nơi nàng ở nội thất được bố trí gọn gàng tần hoàn do dự gọi một tiếng điện hạ một tiếng vang lên nhưng không có ai đáp lại cùng lúc đó tần hoàn mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng động nàng nhướng mày bước nhanh về phía trong vừa đến cửa thì hình ảnh của yến chỉ xuất hiện trước mắt nàng hắn đã thay một bộ xiêm y mới nhưng lúc này hắn chỉ mặc một chiếc áo bạc vạt áo không cài mở rộng tần hoàn liếc thấy bầu ngực trần của hắn bước chân lập tức dừng lại nàng cũng nhận ra rằng nửa tóc của hắn vẫn còn ướt hiển nhiên là vừa rửa mặt xong không lâu tần hoàn chớp mắt nhất thời không hành lễ yến chỉ thấy tần hoàn bỗng dừng lại thì nhíu mày lại đây tần hoàn vẫn cứ nhìn vào ngực hắn tình cảnh lúc này hoàn toàn khác so với trước đây tần hoàn đứng bất động yến chỉ nhíu mày càng chặt bỗng nhiên hắn bước nhanh về phía tần hoàn áo của hắn vốn là rộng thùng thình giờ đây khi di chuyển lại bay phấp phới khiến cho thân hình rõ nét của hắn lộ ra. Tần Hoàn càng nhấn môi chặt hơn và với dáng vẻ của Yến Chỉ, nàng gần như muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới lùi một bước, tay nàng đã bị hắn nắm chặt. Yến Chỉ kéo nàng về phía giường. Cái đó, điện, ngươi, Yến Chỉ chỉ lo kéo Tần Hoàn tới mép giường, không quan tâm đến câu nói của nàng. Nhưng khi hắn nhìn qua thì nhận ra trên mặt Tần Hoàn có một lớp phấn mỏng, trong mắt nàng hiện lên chút hoàng sợ rõ ràng là đang lo lắng. Yến Trì cười khẽ một tiếng, nhìn Tần Hoàn với ánh mắt chế nhạo, khiến nàng giận dữ. Nàng tức giận nhìn hắn, nhưng Yến Trì lại kéo nàng đến gần, rồi ngồi xuống mép giường, thản nhiên cởi bỏ áo ngoài. Tần Hoàn chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt mở to, như muốn nhìn xuyên thấu hắn vậy. Ở Đại Chu, mặc dù việc nam nữ không bị cấm đoán, cả trai và gái thường có những mối quan hệ tốt và cùng nhau đi chơi nhưng hai người ở riêng một chỗ mà quần áo lại không chỉnh tề thì thực sự không phải chuyện nhỏ. Tần Hoàn nhìn Yến Trì với thân thể trần trụi, ngoài những vết sẹo xưa, đường cong rõ ràng ở vòng eo và bụng hắn hiện ra, cơ bắp của hắn rất mạnh mẽ. Yến Trì đã tổng quân nhiều năm và có một thân võ nghề. Dáng người của hắn không hề thô kệch mà ngược lại rất gọn gàng và rắn chắc. Dáng vẻ của hắn như được tôi luyện từ khói lửa chiến trường, mỗi khi Tần Hoàn nghĩ đến điều đó nàng cảm thấy như hắn có sức mạnh đáng sợ có thể chiếm lĩnh mọi thứ sức mạnh đó khiến nàng vừa kính nể vừa thấy rung động nàng từng thấy nhiều thân thể sống chết nhưng chưa bao giờ thấy yến trì hoàn hảo như vậy do đó trong lòng nàng lại thêm phần rung động tần hoàn bình tĩnh lại cố gắng tìm kiếm cái lạnh lùng của bác sĩ nhưng nàng lại không thể nào làm được hơn nữa ánh mắt nàng vô thức vẫn dõi theo yến trì nhưng gương mặt nàng lại như đang cháy bỏng ánh mắt Yến chỉ có chút hứng thú sâu sắc. Trong bóng tối, Tần Hoàn đã rất khác biệt, nhưng hắn không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Hiện giờ, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, gương mặt Tần Hoàn trắng sáng như hoa đào tháng ba, vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Yến chỉ vốn dĩ định kìm nén tâm tư, nhưng giờ lại không thể không nhìn vào chính mình, đẹp sao? Tần Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nàng trừng lớn đầy giận dữ. Thường ngày, tần hoàn rất nghiêm túc và có phần đáng sợ nhưng lúc này nàng giận dữ mà không hề có khí thế lại chỉ khiến yến chỉ cảm thấy như có mọn lửa bùng cháy trong lòng yến chỉ nuốt nước bọt gần như muốn kéo nàng vào lòng nhưng vừa mới giơ tay lên tần hoàn đã lùi lại một bước nàng lập tức phòng bị kêu ta đến có việc gì yến chỉ thấy nàng như một con mèo con không nỡ chọc tức nàng cười cười rồi quay người đi bên lưng hắn lại lộ ra vết thương cũ nhìn thấy vết thương đó sự cảnh giác của tần hoàn lập tức tan biến vết thương này rất nặng lúc ở cẩm châu nàng từng nói vết thương này ít nhất cũng cần hơn một tháng mới lành lại nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì cần hai tháng không được động võ nhưng đối với yến trì mà nói điều đó không thể không nói đến việc hắn đã cứu nàng hai lần nên không thể nằm yên được nhìn thấy điều đó lòng tần hoàn ngay lập tức cảm thấy mềm yếu giờ đây Mọi thứ đã khác biệt, nàng càng lúc càng coi trọng hắn, thấy vết thương trên người hắn, nàng không còn canh cánh trong lòng nữa, nhăn mày lại, Tần Hoàn tiến lại gần. "Nhưng có đau không?" Tần Hoàn khẽ vuốt lên vết thương, thấy miệng vết thương đã lành lại, chỉ giữa vị trí có chút sưng tấy. Trong lòng nàng hơi nặng nề, Yến Chỉ bình thản đáp, "Không đau." Tần Hoàn không nói gì thêm, "Ta có thuốc mỡ cho ngươi đấy." Yến Chỉ giơ tay chỉ vào đầu giường. Quả nhiên, nàng thấy thuốc mỡ hắn để ở đó. Tần Hoàn tiến lại cầm thuốc trong tay, vừa cầm lên thì mày nàng đã nhăn lại, sao lại còn thừa nhiều như vậy? Yến Chỉ vẫn không quay lại, chỉ bình thản nói, trong quân ở Cẩm Châu đã luyện tập nhiều ngày, không cần phải dùng. Trong quân luyện tập, Tần Hoàn nghe câu này liền biết hắn lại không thể ngừng động võ, khóe môi nàng nhúc nhích nhưng lại không nói gì. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, miệng vết thương sẽ lại bị động dao đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh bệnh. Trong khi nói, Tần Hoàn đã lấy ra dao mổ, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua, nhưng nàng lại không nỡ làm hắn đau, một lát sau nàng lại thu dược phẩm lại, người đến Viên Châu là vì luyện tập trong quân đội phải không? Người cần phải điều trị không? Yến chỉ lắc đầu, không phải, Hàn tướng quân là phụ thân của tôi, tôi đến đây là vì việc cá nhân. Tần Hoàn Nga một tiếng lúc này mới có chút yên lòng không biết nơi này có dược phòng hay không, phải làm thuốc mỡ mới cho ngươi. Nhưng trong nửa tháng tới, tuyệt đối không được động võ, nếu không miệng vết thương sẽ lại nứt ra. Yến chỉ gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nghe ngươi vậy. Hắn không giữ vẻ nghiêm trang đó nữa, lòng tần hoàn như có cái gì chạm vào, nhất thời không thể nói được gì, nhanh chóng lấy một miếng vải bông để băng bó cho hắn. Đây không phải là lần đầu nàng băng bó cho hắn, nhưng lần đầu tiên nàng không cảm thấy gì khi ở gần hắn như thế. Còn giờ đây, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tần hoàn cầm miếng vải bông từ sau lưng hắn chuyển đến phía trước, tay nàng luồn dưới nách hắn rồi vòng qua vai phải. Đến vòng thứ ba, Yến chỉ bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, giữ nàng lại gần, kéo nàng vào lòng để băng bó. Ngay lúc này, tần hoàn không còn kịp lùi lại, Yến chỉ đã đặt tay lên eo nàng. Hắn tách chân ra, ngồi xuống, một tay ôm lấy Tần Hoàn đứng giữa hai chân hắn, tay kia ôm lấy eo nàng. Tần Hoàn hít một hơi thật sâu, nàng đứng còn hắn ngồi, ánh mắt thẳng nhìn, Yến Trì thậm chí còn hơi ngửa đầu nhìn nàng. Từ góc độ của nàng, ánh mắt Yến Trì trở nên sâu thẳm, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện chút lửa nóng. Nhận thấy tay hắn nắm chặt hơn, Tần Hoàn vội vàng chống tay lên vai hắn. Ánh mắt Yến Trì càng lúc càng u ám giọng nói cũng trở nên thấp hơn, sao vậy? Nếu không biết ý đồ của hắn, có lẽ Tần Hoàn sẽ cảm thấy rung động. Nhưng nếu biết hắn định làm gì, nàng cảm thấy không ổn nên không thể để hắn tùy ý, trời đã sáng, ta vào đây đã lâu rồi. Yến chỉ cười nhẹ một tiếng, vậy thì sao? Tần Hoàn liền nói, ngươi đã đưa cho ta lệnh bài, Tam Ca chắc chắn đã biết rồi. Yến chỉ cười cười, Tam Ca của ngươi là người thông minh, Chắc chắn sẽ hỏi ngươi, ngươi định trả lời thế nào? Ta chỉ nói rằng ngươi được công chúa giao phó chăm sóc ta, không có lý do gì mà ngươi lại có lệnh bài. Nàng hơi chần chừ, lòng dần mềm lại, giọng nói không tự giác hạ thấp, ngươi lại đang lừa ta. Trong mắt Yến Chỉ có chút ý cười cùng sự chiêm hữu, hắn nhìn Tần Hoàn một cái rồi bất ngờ ôm nàng và xoay người lại. Tần Hoàn kêu lên một tiếng, rồi bị ngã xuống giường. Yến Chỉ áp trên người nàng. Ánh mắt sâu thẳm làm Tần Hoàn có chút run rẩy. Nàng cảm thấy trước mặt hắn mình không có chút sức lực nào, bất kể hắn định làm gì, nàng đều không thể phản kháng, nếu nàng cản hắn lại, chắc chắn hắn sẽ chịu đựng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 259. Nàng mặc chiếc váy xòe, hoa sen nở rộ như phô diễn trên giường phía trên, khi nàng di chuyển, vẻ đẹp ấy càng thêm nổi bật. Giờ phút này như một làn hương tỏa ra từ đỉnh đầu nàng yến chỉ nhìn nàng hơi lo lắng và nói ta làm sao có thể lừa ngươi tần hoàn nhận thấy hắn chỉ chống người mà không áp chế nàng nên cũng không phản kháng huống chi nàng không phải là người không hiểu chuyện lúc này nàng có chút rung động cái lệnh bài đó là biểu tượng cho thân phận của ngươi trong hoàng thất ngươi có thể cho ta không yến chỉ có vẻ như chỉ để tâm một nửa vào lời nàng nói Hắn chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mặc dù đang trả lời, nhưng mọi suy nghĩ và sức lực đều dồn vào việc kiềm chế bản thân, tại sao không thể cho ngươi? Tần Hoàn nghe vậy, cảm thấy bất ngờ, nếu ta ném đi, hoặc nếu ta tự ý dùng cái lệnh bài đó để làm chuyện không hay, ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Hãy cứ thử xem, nếu ngươi biết rằng ngươi đưa cái lệnh bài đó cho một người phụ nữ không liên quan, thì phải giải thích như thế nào? Thứ nhất, người sẽ không ném đi. Thứ hai, người sẽ không làm chuyện không đúng. Thứ ba, mặc dù ngươi có thể làm được hai điều đó, nhưng ta cũng sẽ khiến cho họ biết. Khi Yến chỉ nói, Tần Hoàn bỗng cảm thấy cổ tay áo mình lạnh buốt, nàng sờ tay vào, thì phát hiện cây lệnh bài đã bị hắn đặt vào túi áo. Tần Hoàn lập tức hoảng hốt, không thể. Nàng muốn đứng dậy để lấy cái lệnh bài ra, thì Yến chỉ bỗng cúi người xuống hắn để trần thân trên đè nhẹ lên người nàng như thể có tiếp xúc nhưng lại như không chạm tần hoàn cảm thấy như bị gông cùm xiềng xích vội nằm im không dám cử động tam ca đã bắt đầu nghi ngờ thật sự không thể yến trì dù bận rộn nhưng vẫn thản nhiên nói thật ra ta muốn cho hắn biết tần hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn muốn nói rằng mối quan hệ giữa họ đã gần gũi hơn hắn là người đã điều tra tên tuổi của những người chủ trì tần phù lúc ấy tần hoàn cảm thấy hắn đã mở ra một cánh cửa cho nàng như thể hiểu nàng muốn làm gì giúp nàng lặng lẽ đạt được suy nghĩ của mình dù hắn hành động vì ngưỡng mộ hay vì yêu cầu nàng hỗ trợ sự dung túng và quan tâm của hắn đã khiến nàng vô thức buông bỏ phòng bị với hắn hơn nữa hắn nhiều lần cứu giúp nàng khiến nàng nhận thấy sự ổn thỏa và quyết đoán trong cách hành xử của hắn thời gian hai tháng cùng làm việc bên nhau đã khiến nàng càng thêm nhớ nhung mà lúc đó nàng dường như vẫn chưa nhận ra mặt ma vương của hắn nhưng đến hiện tại tần hoàn đã hiểu người này rất quyết đoán và mạnh mẽ hắn không chỉ thế mà còn có vẻ kiêu ngạo và bá đạo nhưng hắn lại rất biết cách giấu đi tần hoàn vẫn nhớ rõ lần hắn che chở cho nàng lúc đó nàng chỉ cảm thấy hắn rất ổn định và trong lòng thầm nghĩ rằng với thân phận và địa vị như vậy hắn lại có thể nhẹ nhàng chăm sóc cho một cô nương nhỏ bé như nàng thì thật là điều đáng quý tần hoàn nhìn vẻ ngoài chân thật và đáng tin của yến trì trong lòng không khỏi cười khô cái gì là phong độ cái gì là lễ nghĩa chỉ sợ lúc đó là sự khắc chế và mưu kế của hắn nhìn như không có dấu vết nhưng nàng hiểu rằng với tính cách của nàng hắn chỉ đang kiên nhẫn và không tiếng động giúp đỡ nàng một mặt thì kiềm chế nàng một mặt lại thể hiện sự quan tâm hắn đã để lộ ra sức mạnh trước mặt nàng đồng thời giấu đi mặt bá đạo và tà ác của mình hơn nữa, hắn còn giúp nàng trị thương, điều này khiến nàng thật sự cảm thấy đau lòng. "Không được, không thể, không thể nào." Tần Hoàn nhìn Yến Trì, mạnh mẽ nói ra sáu từ này, nàng không nghĩ rằng mình chỉ đang nghi ngờ hắn, nhưng nàng cũng có chút khả năng nhận thức. Dựa vào sự khéo léo và mưu mô của Yến Trì, nàng thật sự cho rằng hắn có thể làm điều đó. Nàng cảm thấy bực bội vì mình đã không nhận ra điều này trước đó, nên giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ không được không thể không thể nào yến chỉ suy nghĩ rồi cắn từng từ một lần nữa sau đó nhìn nàng từ trên cao nói câu không được không thể của ngươi ở đây không có giá trị nhưng câu không thể nào lại có chút ý nghĩa vậy ngươi giải thích cách không thể nào đó ra sao khuôn mặt tần hoàn lập tức đỏ bừng câu không thể nào này nghe có vẻ giống như không được không thể nhưng lại mang tính chất ra lệnh như thể tuyên bố quyền sở hữu ánh mắt của Yến Trì khiến nàng tim đập mạnh. Không thể nào chính là không thể nào, mà đây không phải chỉ là chuyện của riêng ngươi. Yến Trì nhìn Tần Hoàn, bỗng nhiên áp sát xuống, thân hình không có áo che thân, đầu hắn tựa vào vai nàng, hơi thở phả vào má nàng và vành tay, giọng nói trầm thấp như chưa từng có. Ta từng nghĩ rằng ngoài người đã chết hôm đó ra, trên đời này không ai có thể nói với ta chữ, không. Nhưng ta lại thích cách không thể nào, của ngươi nếu ngươi không thể thì ta cũng sẽ làm theo ý ngươi hắn chắc chắn không muốn để những điều đó ra ngoài và tần hoàn cũng không thấy bực bội nhưng hắn không chỉ thay đổi thái độ mà còn nói những điều như vậy thật là liều lĩnh tần hoàn đẩy nhẹ đầu hắn tay nàng đã có chốt không đủ sức nhận thấy hành động nhỏ của nàng yến trì cười nhẹ nhưng mà tần hoàn nhíu mày hắn mặc dù không phải người vạm vỡ nhưng tần hoàn trong lòng chửi thầm còn chưa dứt thì yến trì đã xoay người nằm nghiêng bên cạnh nàng tần hoàn quay đầu lại yến trì lại ôm nàng vào lòng khiến nàng tựa vào ngực hắn lúc này nàng cảm thấy khó lòng bình tĩnh ở lại với ta một lát ta đã không ngủ được mấy ngày tần hoàn nhớ mày giữa sức mạnh và sự yếu đuối của yến trì khiến nàng không thể không cảm thấy thú vị vừa rồi nàng còn đứng cách hắn một bước giờ đây lại tự nguyện nằm trong lòng hắn Tần Hoàn thở dài, dựa vào cánh tay hắn. Cái lệnh bài trong túi áo đã ấm lên, Tần Hoàn bỗng chốc tỉnh táo, "Cái lệnh bài này sao lại nằm trong tay ngươi?" Nàng đã giao cái lệnh bài cho thị vệ Tần phủ, họ chắc hẳn đã về huyện nha. Có vẻ như thị hiểu đã trở lại, nhưng nàng không nghe thấy Tần Diễm nhắc đến lệnh bài ở đâu, mà lại là ở chỗ của hắn. Kế huyện huyện lệnh và viên châu chi phủ đã đến rồi. Tần Hoàn nhíu mày, Tần Diễm đã nói rằng huyện lệnh và chi phủ Viên Châu sẽ đến khi trời tối, nhưng không ngờ hai người đã tới sớm như vậy. Nàng nhìn vào mắt Yến Trì và nhẹ nhàng nói, nếu họ đã đến, tại sao ngươi còn giữ người ở lại đây? Tự nhiên phải giữ lại, Yến Trì nói với giọng lạnh lùng, có vẻ như hơi giận dữ. Tần Hoàn không hiểu ý nghĩa của điều này, nhưng cũng không hỏi thêm. Nàng cảm thấy Yến Trì để trần thân trên thật sự không được lịch sử, vì vậy nàng lấy chiếc áo khoác của hắn phủ lên người hắn. Yến Trì không hề phản ứng, "Các ngươi khi nào khởi hành?" Tần Hoàn nghe vậy, mày hơi nhíu lại, Tam ca chưa nói rõ, nhưng theo ý hắn trước đây, có lẽ đang gấp rút lên đường. Khi nghe như vậy, Tần Hoàn liền hỏi, "Ngươi khi nào rời đi? Viên Châu có việc gì không?" Yến Trì mở mắt nhìn nàng, "Ngươi nghĩ ta sẽ rời đi khi nào?" Tần Hoàn biết Yến Trì cũng phải về kinh thành nếu cả hai cùng đường thì thật tốt. Nhưng với sự có mặt của Tần Diễm và mọi người Tần Thị bên cạnh, nàng sợ sẽ lộ ra sơ hờ. Yến chỉ nhìn thần sắc của nàng, biết nàng đang lo lắng điều gì, cười nhạt một tiếng, không có lương tâm. Người cũng có việc của mình, nếu có thể cùng đường thì thật tốt. Tần Hoàn bổ sung một câu như vậy, rồi nhìn Yến Trì, thấy hắn đã nhắm mắt hô hấp dài. Tần Hoàn hơi nhíu mày, đợi một lúc vẫn không thấy yến trì có động tĩnh nàng lúc này mới cử động người nhìn về phía hắn nàng và hắn chỉ cách nhau một khoảng gần mà hắn lại có thể ngủ trong tình trạng như vậy tần hoàn nhìn đồng hồ khoảng nửa trống lúc này mới kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn trong thời tiết lạnh giá như vậy rốt cuộc làm sao mà cơ thể hắn lại có thể chịu đựng được, được nhưng ngay cả người kiên cường như vậy cũng có thể bị thương tần hoàn nhìn đầu vai hắn ánh mắt trở nên trầm ngâm Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận đi ra ngoài. Khi đến gian ngoài, nàng vừa sửa sang lại váy áo, lại có chút không yên tâm nhìn lại một lần, giữa những bức tường không có gì có thể nhìn thấy. Tần Hoàn thở dài vài hơi, không thấy điều gì bất thường. Nàng mở cửa, bên ngoài Phục Linh và Bạch Phong đều đang nhìn về phía nàng. Tần Hoàn cong môi nói, "Chủ tử của ngươi muốn nghỉ ngơi một lát." Bạch Phong gật đầu, "Vâng." Tiểu nhân sẽ canh giữ ở bên ngoài. Tần Hoàn nhìn về phía cổng phủ, nghe nói chi phủ đại nhân và kế huyện huyện lệnh đã đến rồi. Bạch Phong là người được yến chỉ tín nhiệm nhất, nên những chuyện này đương nhiên biết rõ. Quả nhiên, Bạch Phong nói, "Vâng, họ đã đến hơn nửa canh giờ rồi." Chủ tử không muốn để ý đến họ, chỉ cần đợi bên ngoài. Sau một chút suy nghĩ, Bạch Phong nói, "Nghe nói kế huyện huyện lệnh quản lý thuộc hạ không tốt." chủ tử nên cảm thấy lo lắng. Trong lòng tần hoàn chợt động, khi nhìn Bạch Phong, nàng nhận thấy ánh mắt hắn có chút thâm ý, những lời này rõ ràng là nhắc nhở nàng. Nàng lại cảm thấy trong lòng có thêm điều gì đó, ê ẩm và mềm mại, thì ra là như vậy. Sau đó, nàng lại hỏi, các người có biết khi nào Điện Hạ trở về kinh không? Bạch Phong vội vàng nói, vừa rồi Điện Hạ vẫn đang nói chuyện với Hàn tướng quân, nhưng không có gì lớn. Hàn tướng quân tạm thời quản lý nơi này, nhưng vụ án lớn như vậy chắc chắn sẽ thuộc về Viên Châu chi phủ. Hôm nay buổi tối nơi này có thể sẽ chuyển giao cho Viên Châu phủ nha. Hàn tướng quân muốn mang theo thuộc hạ trở về, chủ tử cũng chưa biết tính toán ra sao. Tần Hoàn thở dài, nếu Điện hạ về kinh, có thể đi chung đường thì thật tốt, nhưng chúng ta đi chậm chạp, sợ rằng sẽ làm chậm trễ Điện hạ. Bạch Phong sáng mắt lên, không đâu, không đâu. Làm sao lại như vậy? Khi chủ tử tỉnh lại, tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt mọi lời nói. Tần Hoàn lại nói thêm, không ngoài lo lắng rằng Yến Trì không nghe thấy những lời nàng vừa nói. Thấy Bạch Phong nói vậy, nàng mới an tâm dẫn Phục Linh rời đi. Khi ra đến cổng viện, nàng vẫn cảm thấy điều gì đó kỳ lạ không thể bỏ đi. Chưa nói đến việc hắn đã cứu nàng một lần, điều đó đã rất rõ ràng nàng thường gặp hắn mà chưa bao giờ cảm nhận được sự phức tạp trong tâm tư vừa rồi nàng đã nhận ra những cảm xúc kỳ lạ này trong lòng tiểu thư điện hạ có nói gì không phục linh đến đây vẫn không biết được tình cảm giữa yến trì và tần hoàn tần hoàn liền nói chỉ hỏi mọi người trong nhà như thế nào rồi hỏi chúng ta ở đây biết được nhiều ít chúng ta nào biết được chỉ thấy một lần đã thôi phục linh thở dài việc này của tôn thần y thật không biết nên nói thế nào người như hắn sao lại không nghĩ ra điều này mặc dù tôn phu nhân đã đi nhưng hắn còn có nhiều người thân và tôi tớ nhiều người chờ hắn cứu giúp và còn rất nhiều người kính trọng hắn nữa tần hoàn bước chân hơi dừng lại rồi nhìn về phía đông nàng vẫn chưa đến gần đống phía tích trước mặt nhưng từ xa đã cảm nhận được sự hoang tàn hiu quạnh nơi đó tần hoàn thở dài tôn công tử ở đâu rồi phục linh nghe thấy liền gật đầu đúng rồi vừa rồi ta còn hỏi bạch thị về tần hoàn gật đầu vậy thì dẫn ta đi xem thử phục linh ân một tiếng mặc dù thời gian gặp tôn mộ khanh rất ngắn nhưng nàng vẫn có thể nhận ra tính cách chân thành của hắn phục linh rất thích tôn mộ khanh nên đã dẫn tần hoàn đi về phía bắc tiểu thư hình như ở phía trước đó là sân phục linh chỉ tay Tần Hoàn nhìn qua và thấy quả nhiên có mấy người lính đứng ở cổng viện. Nàng dẫn theo Phục Linh đến trước mặt, chưa kịp nói gì, thì một người lính đã hỏi, có phải là cửu cô nương của Tần Phủ không? Tần Hoàn gật đầu, người lính liền mở cửa, mời cửu cô nương vào. Tần Hoàn ngập ngừng một chút, người sao biết được ta? Người lính cười lớn, hàn tướng quân đã phân phó, nói có một cô nương trẻ đẹp đến đây, nếu là cửu cô nương thì xin mời vào. Tần Hoàn nhớ rõ sáng nay khi Yến chỉ không muốn cho nàng gặp Tôn Mộ Khanh, nhưng Hàn Khai Dương lại ra lệnh như vậy, chắc chắn là Yến chỉ đã mệnh lệnh. Tần Hoàn gật đầu, khi bước vào đầu óc nàng chỉ nghĩ về hình dáng của Yến Trì. Cửu cô nương, Tần Hoàn chưa kịp nghĩ ngợi, thì bỗng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên. Nàng ngước mắt lên, thấy Tôn Mộ Khanh với vẻ mặt tiều tụy bước ra từ trong phòng. Một đêm đã trôi qua, Tôn Mộ Khanh dường như không ngủ được, trước mắt hắn có chút nản lòng, không còn vẻ đẹp như ngọc của chàng trai. Cửu cô nương, nàng ra đây sao? Nàng có khỏe không? Tần hoàn ánh mắt trấn an, tôn công tử đừng lo lắng, ta vẫn khỏe, chỉ có một tỷ nữ bên cạnh bị thương, những người khác không có việc gì. Tôn mộ khanh thở phào, vậy là tốt rồi, các ngươi được ta mời đến đây, nếu có chuyện gì xảy ra, ta thật sự sẽ rất ích. Vậy là tốt rồi, thật tốt rồi các ngươi là do ta mời đến đây nếu có chuyện gì xảy ra ta thật sự sẽ rất hổ thẹn cửu cô nương ta không nghĩ rằng sư huynh của hắn nói vậy mắt tôn mộ khanh đã đỏ lên và cúi đầu xuống tần hoàn thở dài tôn thần y và tôn phu nhân tình cảm rất sâu sắc không thể chỉ vì một chuyện mà cảm thấy lạc lối việc này không liên quan đến tôn công tử tôn công tử hãy mở lòng ra một chút rồi hãy nén bi thương cơ quan bên dưới đều là nước đá, người có muốn tự kê một loại thuốc không? Tần Hoàn cười lắc đầu, không sao đâu, Tam Ca có việc gì thì cứ nói đi. Tần Diễm có chút do dự, thở dài, không ngờ lần này lại khiến các ngươi gặp nguy hiểm. Ngũ muội muội làm việc này thật sự không chu toàn, ta sẽ nói với nàng. Chỉ cần hai người không sao là tốt rồi. Dừng một chút, Tần Diễm cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính, cửu muội muội sao lại có lệnh bài của thế tử tần hoàn vốn không muốn sử dụng lệnh bài của yến trì nhưng khi ấy nàng lo lắng huyện nha sẽ không làm việc một lần nữa mà tần tương thì việc này rất khẩn cấp hơn nữa vì tần diễm không có ở đó nàng đành phải dùng lệnh bài của yến trì để áp dụng nhưng không ngờ mọi chuyện lại có chút lớn yến trì còn mang cả quân đội từ viên châu tới đây trong nháy mắt tần hoàn tâm tư xoay chuyển nhưng trên mặt không hề lộ ra nói thì vẫn phải nhắc đến ý kiến của Thái trưởng công chúa. Tần Hoàn đã nhận nhạc quỳnh vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, nên Thái trưởng công chúa cũng có thể được xem như một phần tổ mẫu của nàng. Dùng Thái trưởng công chúa để giải thích việc này cũng hợp lý thôi. Thái trưởng công chúa lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm trên đường không thể tự cứu, vốn định để nhị công tử hầu phủ đưa ta một đoạn đường, nhưng ta sao dám nhận. Lúc đó, Thế tử Điện Hạ cũng ở Cầm Châu và muốn trở về Kinh Thành, nên Thái trưởng công chúa đã phó thác ta cho Thế tử Điện Hạ. Thế tử biết rằng khi đó hắn không thể cùng chúng ta đồng hành, vì vậy đã đưa cho ta lệnh bài này, chỉ nói rằng lệnh bài rõ ràng sẽ khiến mọi người biết ta có quan hệ với phủ duệ thân vương, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ta. chương 260 Tôn mộ khanh hít hít mũi, sau đó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, khóe mắt ướt, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh trước mặt tần hoàn và người kia. Ta, ta biết chuyện, ta không sao cả, chỉ là trong lòng hơi. Hắn chỉ định nói nhẹ nhàng về cảm xúc trong lòng, nhưng nói đến nửa chừng lại không thể thốt ra lời. Tôn Hạo Nguyệt là người hắn vô cùng kính trọng, giờ đây sự việc lại biến thành như vậy, hắn thật sự không biết phải làm sao cho nhẹ nhàng. Tần Hoàn thấy vậy cũng không biết khuyên hắn ra sao, mặc dù nàng cũng từ Dược Vương cốc tới, nhưng rốt cuộc khác với Tôn Mộ Khanh. Khi cảm nhận được tôn mộ khanh đang khó xử, nàng cũng không thể bình tĩnh để khuyên bảo, nàng chỉ có thể lo lắng nhìn hắn, mà thực sự cũng không thể giúp gì cho hắn. Hàn tướng quân nói gì? Sau một lúc, Tân Hoàn lại hỏi. Họ đã nói việc này sẽ giao cho viên chi phủ viên châu, ta đã truyền tin đến Ích Châu và Liên Châu, ít ngày nữa họ sẽ phái người đến đây. Hiện tại, ta sẽ ở lại đây theo chi phủ giải quyết hậu quả, chờ khi người từ hai bên tới thì ta sẽ nói về thời gian rời đi. Giờ đây, hạ nhân trong phủ đang rất hoảng sợ, ta không thể rời đi được. Tần Hoàn gật đầu, đúng vậy, phải làm như vậy, cũng là một phần tâm ý. Tôn Mộ Khanh gật gù trầm ngâm, ban đầu ta định đi kinh thành, nhưng hiện tại chắc chắn phải hoãn lại lâu hơn, cửu cô nương khi nào mới khởi hành. Tần Hoàn mím môi, đã có nhiều ngày rồi. Tôn Mộ Khanh bỗng tỏ vẻ áy náy, tất cả là do ta đã làm chậm trễ hành trình của cửu cô nương, và cả các tỷ nữa, xin hãy tha lỗi cho ta. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì... Tần Hoàn nói, nàng chỉ bị một chút kinh hỉ, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi cần gì phải xin lỗi. Tôn công tử trước mắt không cần cố gắng, nhìn lại bây giờ cũng muốn tuyết rơi, tôn công tử một mình thật sự không ổn chút nào. Tôn mộ khanh cười khổ một chút, hiện tại ít nhất cũng phải chờ đến mùa xuân năm sau mới có thể lên kinh không biết thế tử có vì chuyện này mà phát sinh khúc mắc giữa tôn thị và bạch thị không ta sẽ không tần hòa nói bằng giọng trầm tĩnh đừng nói đến việc tần diễm có quyền lực khắp nơi mà ngay cả tính cách của hắn cũng không phải là người phân biệt thị phi tam ca sẽ không chúng ta đều biết rõ đúng sai của việc này tôn mộ khanh cảm thấy hơi yên tâm vậy là tốt rồi bất kể thế nào ta không muốn mất đi tình bạn với cửu cô nương, nếu cửu cô nương nói như vậy, ta cũng an tâm rồi. Sau này có cơ hội, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tần Hoàn lập tức đáp lại, nhưng khi nhìn tôn mộ khanh, nàng lại không mong hắn vào kinh thành. Hắn nói muốn đi gặp người quen mà nàng biết, từ nhỏ lớn lên ở Liên Châu, hắn có mấy người bạn cũ ở kinh thành đâu. Tần Hoàn muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm nàng chỉ trao đổi vài câu với phục linh rồi ra cửa thẩm đã chết giờ nàng là tần hoàn nếu nói quá nhiều sẽ lại kéo theo những lời bàn tán của huynh muội trở về sân tần hoàn vừa vào nhà đã thấy tần diễm tần diễm thấy nàng trở về vội hỏi thế tử hỏi gì vậy tần hoàn cười nhẹ chỉ hỏi về mấy ngày ở đây có gì bất thường lại hỏi trên đường có khỏe không đều là nhắc nhở về những điều đó từ công chúa sau đó còn dặn dò thêm vài câu rồi làm ta đi chỉ là vừa rồi ta đã đi thăm tôn công tử tần diễm à một tiếng bọn họ đã đến viên châu chi phủ rồi nhanh như vậy tần hoàn giả vờ không biết họ đến để tiếp nhận nơi này sao tần diễm gật đầu thế tử không đi gặp họ sao chỉ nói chuyện một chút với ngươi thôi à việc gặp gỡ viên châu chi phủ không thấy lại cùng tần hoàn nói chuyện thì thật sự không thể nào nói được tần hoàn nói điện hạ có chút mệt chỉ nói vài câu rồi muốn nghỉ ngơi ta cũng không biết hắn đang tính toán gì tần diễm lại gật đầu tôn công tử bên đó thế nào rồi hắn muốn ở lại để giúp giải quyết hậu quả không biết khi nào người từ liên châu và ích châu mới tới nếu hắn cũng là dòng chính của tôn thị thì tự nhiên sẽ không rời đi hắn đã nói muốn vào kinh thành nhưng hiện tại cũng phải hoãn lại tần hoàn ngồi xuống Phục Linh vội vàng đi pha trà. Khi thấy trong phòng không có Tần Sương, nàng liền truyền đề tài, "Lục tỷ đâu rồi?" "Đi xem ngũ muội muội." Tần Diễm nói, sắc mặt của Tần Tương đã có sự thay đổi. Tôn Hạo Nguyệt sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng chắc chắn hắn không nghĩ rằng Tần Tương lại dễ dàng bị lừa như vậy. Nếu không có Tần Tương, bây giờ họ đã đến Viên Châu thành rồi. Nàng không có việc gì lớn, chỉ là thêm một chút phiền muộn thôi lời tần diễm có phần lạnh lẽo tần hoàn gật đầu không hỏi thêm nhiều tần diễm nói thị tỳ của ngươi bị thương khá nặng nên chúng ta sẽ lại xuất phát sau ngày mai hãy để nàng nghỉ ngơi một ngày đã sương nhi nói thị tỳ đó khá nhạy bén ở bên cạnh ngươi rất tốt chỉ là hơi nhạy bén thôi sao tần hoàn chợt nghĩ đến nghe tần diễm nói vậy mà thật sự cảm thấy uất ức được rồi cảm ơn tam ca đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo, nếu ai cần cảm ơn thì cũng là ngũ muội muội cảm ơn ngươi thôi." Tần Hoàn chỉ cười không nói, lại suy nghĩ xem có nên đưa Bạch Anh cho Yến Trì không. Nghĩ một lúc, nàng lắc đầu xua tan ý niệm đó, dựa vào Yến Trì, có lẽ không cần phải thêm người cho nàng là tốt rồi. Nếu Tần Diễm đã định thời gian thì Tần Hoàn cũng thật tốt. Rất nhanh, Tần Sương trở về gắn bó với Tần Hoàn không rời. Tần Hoàn không thể tự mình đi tìm Yến Trì, mà bên Yến Trì cũng không phái người đến mời nàng qua. Tuy rằng như vậy sẽ không khiến người nghi ngờ, nhưng Tần Hoàn đã động tâm, sao có thể không nghĩ đến Yến Trì? Nghĩ như vậy suốt một đêm, trong giấc mơ lại thấy Yến Trì. Sáng hôm sau, khi Tần Hoàn dậy thì phát hiện các binh lính trong chi phủ đã bị Hàn tướng quân dẫn đi, còn Yến Trì thì vẫn ở lại. Đến ngày thứ hai mới đi, ngày này thật sự rất nhàn rỗi. Tần Hoàn từ xe ngựa xuống bắt đầu chế tạo hai loại thuốc mỡ, một phần dành cho Bạch Anh, phần còn lại nàng đang suy nghĩ làm thế nào để đưa cho Yến Trì. Lúc này, Tần Diễm cũng đã đến nơi. Người đi theo ta gặp thế tử của Duệ Thân Vương. Vừa nghe câu này, lòng Tần Hoàn bỗng nhảy dựng, Tam Ca định làm gì vậy? Tần Diễm nhíu mày nói, nếu thế tử của Duệ Thân Vương đang ở đây, thì không nên cùng nhau mà không gặp gỡ. Ta và hắn cũng không quen biết, tốt nhất là ngươi đi cùng ta. Câu này không sai, Tần Hoàn đồng ý, nhưng không biết Tần Diễm thật sự đang muốn thử thách nàng và Yến Trì. Nàng chỉ có thể lo lắng đi theo Tần Diễm đến chỗ Yến Trì. Thế tử ra, cửu cô nương, tiểu nhân đã biết lỗi rồi. Khi vừa đến cửa sân Yến Trì, một người đàn ông có thân hình to lớn mặc quân phục liền quỳ xuống trước Tần Hoàn và Tần Diễm. Hai người đầu tiên sừng sốt, rồi mới nhận ra người này không ai khác chính là tống lợi thế tử gia cửu cô nương tiểu nhân không dám nữa xin thế tử gia hãy tử bi tần diễm nhíu mày cùng tần hoàn nhìn nhau một cái tống lợi khi trước đến đây rất kiêu ngạo nhưng khi tần diễm xuất hiện thì hắn phải kìm nén lại dù vậy hắn vẫn hành động ngạo mạn và lười biếng sau đó hắn lại trở thành hung thủ hại chết tiểu hạt thông và đại thành tống lợi không ở lại lâu rồi đi tần hoàn không ngờ lại có thể gặp lại hắn càng không nghĩ rằng vừa thấy mặt liền cầu xin tha thứ tống lợi phanh 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 quỳ xuống mấy cái tần diễm nhíu mày chưa kịp nói gì thì lại có một người từ viện môn đi ra người này có lẽ nghe thấy âm thanh của tống lợi vừa ra liền quỳ xuống trước tần diễm hạ quan tường nguyên châu bái kiến thế tử bái kiến cửu tiểu thư tần diễm nhíu mày ánh mắt hiện lên vài phần sáng tỏ, tưởng chi huyện đã đến. Tưởng Nguyên Châu là người lãnh đạo trực tiếp của Tống Lợi, là huyện lệnh kế nhiệm. Hắn có vẻ nghiêm trình, so với Tống Lợi thì dáng dấp cũng có phần khác biệt. Nhưng dù mặc quan phục, hắn vẫn toát lên vẻ biếng nhác và lười biếng. Đôi mắt thon dài, sáng quắc, khiến Tần Hoàn cảm nhận được tâm tính không hợp của người này. Hạ quan vừa mới biết thế tử ở Bách Thảo Viên nếu biết sớm thì hạ quan đã đến từ lâu, khiến thế tử điện hạ và các tiểu thư bị ủy khuất, thật sự là hạ quan không nên. Tần Diễm dù bận vẫn ung dung lắng nghe Tưởng Nguyên Châu nói. Khi thấy Tần Diễm không phản ứng, Tưởng Nguyên Châu lại nói, rời kinh thành nhiều năm, không biết Hầu gia và phu nhân có khỏe mạnh không? Tần Diễm cười lạnh, tường tri huyện ở đây làm huyện lệnh mà hô mưa gọi gió, thật sự vì Hầu gia mà ra mặt. Hơn nữa Tưởng Chi huyện biết cách sử dụng người, Tống Bộ Đầu thật sự là cẩn thận và chăm chỉ. Tưởng Nguyên Châu lập tức toát mồ hôi, "Thế tử đừng giận, Tống Bộ Đầu có chốt không ổn, hạ quan sẽ trở về xử lý hắn ngay." Tống Lợi đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức quỳ gối trước mặt Tần Diễm, muốn ôm chân Tần Diễm, "Thế tử, thế tử, tiểu nhân đã biết." "Đạo, còn chưa kịp ra." Một thị vệ của Tần phủ đã tiến lên đá Tống Lợi ra xa. Tần Diễm lạnh lùng liếc nhìn Tưởng Nguyên Châu và Tống Lợi, không định nói thêm gì nữa. Nhìn Tần Hoàn, hắn đi vào trong viện, Tần Hoàn cũng tự nhiên đi theo. Khi vào sân, bên ngoài vọng lại tiếng quát lớn của Tưởng Nguyên Châu và tiếng khóc cầu xin của Tống Lợi. Tần Diễm nói, Tưởng Nguyên Châu này từng là môn sinh nổi bật của phụ thân, vài năm trước nhìn còn rất có triển vọng, nhưng giờ lại không ra hình dáng gì. Chắc hẳn hắn đã đến đây rồi biết được lợi ích của việc làm huyện trưởng ở nơi này mà không chịu tiến bộ. Tần Hoàn Thầm gật đầu, những chuyện này nàng dĩ nhiên không thể tùy tiện chen vào. Thế tử, Cửu cô nương, đi vào thêm hai bước, đứng ở cửa, Bạch Phong vội vàng tiến lên đón, vừa đi vừa nói, Viên Chi phủ còn đang ở trong đó nói chuyện với điện hạ, thế tử và cửu cô nương chỉ cần vào trong là được. Viên Châu Chi phủ biết điều, Tần Diễm gật đầu, nhẹ nhàng nói rõ ràng là đang nói với Tần Hoàn. Tần Hoàn bên cạnh cũng gật đầu không nói gì thêm. Chủ tử, hầu phủ thế tử và cửu cô nương đã tới. Bạch Phong đi đến cửa, thông báo một tiếng. Trong chốc lát, Tần Hoàn nghe thấy một giọng nam trung niên cười lớn. Hầu phủ thế tử tới, hạ quan nên cáo lui để không làm phiền điện hạ tiếp đãi khách. Giọng nói này ấm áp, nghe thật thoải mái, có phần giống như hoác hoài tín trong quan trường, khôn khéo và rộng rãi. Tần Hoàn và Tần Diễm đứng ở cửa, sau đó thấy một người đàn ông trung niên mặc quan phục đi ra, Yến chỉ lùi lại hai bước theo sau, rồi dừng lại, ánh mắt hắn rơi xuống, nhìn về phía Tần Hoàn. Hà Đại Nhân, Tần Diễm trước đó đã chắp tay, gì biết hành vội vàng chào lễ, thế tử, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã hai năm không gặp, không ngờ lại ở đây gặp Hà Đại Nhân. Dì biết hành cười ha ha ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía Tần Hoàn, vị này. Có phải là cửu cô nương trong phủ không? Tần Hoàn hành lễ, Hà Đại Nhân. Dì biết hành cũng chắp tay với Tần Hoàn, cửu cô nương đa lễ, lần này khiến cửu cô nương sợ hãi, cũng làm thế tử điện hạ bị dọa, sự việc xảy ra như vậy đều là do hạ quan quản lý không tốt. Tần Diễm cười ôn hòa, viên châu lớn như vậy, Hà Đại Nhân có ba đầu sáu tay cũng không thể đảm bảo không xảy ra chuyện chúng ta chỉ đúng lúc đến, Hà Đại Nhân không cần tự trách, việc này còn cần Hà Đại Nhân giải quyết tốt hậu quả. Điều này xin Thế Tử yên tâm, Hạ Quan nhất định sẽ đảm bảo thỏa đáng. Nói xong, dì biết hành lại chắp tay, Thế Tử và cửu tiểu thư đến thăm Điện Hạ, Hạ Quan sẽ không quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Tần Diễm gật đầu, nhưng người sang một bên, Tần Hoàn cũng lùi qua một bên dì biết hành quay lại chào Yến Trì một cái rồi mới bước ra ngoài. Khi dì biết hành vừa đi, Tần Diễm mới cười chắp tay hành lễ với Yến Trì, thế tử điện hạ. Tần Hoàn cũng hành lễ bên cạnh, Yến Trì nhìn cả hai người, tay vừa nhấc, không cần phải khách sáo, vào trong nói chuyện. Tần Diễm đứng dậy, lúc này mới dẫn vào trong, hôm qua điện hạ đã cứu cửu muội muội, ta là ca ca mà còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Lẽ ra ta định đến tối hôm qua, nhưng vì viên chi phủ tới nên không thể quấy dây. Yến chỉ nở một nụ cười nhạt, giơ tay chỉ vào ghế bên cạnh, không cần phải cảm ơn, ta ở Cầm Châu đã hứa với công chúa sẽ chăm sóc cửu cô nương. Nếu chăm sóc không chu đáo, e rằng công chúa sẽ trách cư ta. Yến chỉ ngồi xuống ở ghế chủ, Tần Diễm ngồi bên tay trái của hắn, còn Tần Hoàn ngồi bên cạnh Tần Diễm. Công chúa rất ngưỡng mộ cửu muội muội, Thật sự là phúc khí của Cửu muội muội. Sau khi Bạch Phong vào nhà pha trà, liền đứng hầu phía sau Yến Trì. Yến Trì nghe vậy gật đầu, cửu cô nương có tính tình tốt, được mọi người yêu mến là điều bình thường, Hầu gia và phu nhân cũng coi nàng như con gái ruột. Tần Hoàn hơi cúi mắt không nói gì, Tần Diễm chuyển mắt nhìn Tần Hoàn cười, cái này thì ta biết, Hầu gia và phu nhân đã nhận cửu muội muội làm nghĩa nữ. Nhị thúc và nhị thúc mẫu đi xa nhiều năm, hầu gia và phu nhân yêu thương cửu muội muội là rất tốt. Đáng tiếc trong mấy năm qua ta không ở cầm châu, nếu không có thể giúp cửu muội muội bớt khổ một chút. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.